chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau hội nghị Trung ương 6, ông Tổng tiêm doping, chính trị liều cao để chiến tiếp. Trước hội nghị Trung ương 6, ông Tổng có nhiều dự định, trong đó có việc đưa ông đệ tử ruột Tô Lâm vào tứ trụ bất thành vì ông không bứng nổi ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Tưởng rằng ông Tổng có sức mạnh không tưởng, nhưng thực ra sức mạnh của ông Tổng cũng khá giới hạn. Còn ông Tô Lâm Bộ trưởng, bình thường trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng trên đấu trường chính trị tầm cao, ông Tô Lâm là một con nai vàng ngơ ngác. Ông Chủ tịch nước tuy không có thế lực hơn để dựa, nhưng ông bám rễ quá chắc, liên minh với ông Tổng và ông Tô bất lực. Đây là hình ảnh lần họp Quân ủy Trung ương trước Hội nghị Trung ương 6, ông Tổng đã không dự. Trò chơi chính trị là như thế, thành công của kẻ này thì là thất bại của người khác. Như tờ Thời báo .d đã từng nhận xét, qua Hội nghị Trung ương 6, ông Chủ tịch nước vẫn ngồi lại ghế là quá thành công, còn ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm không bứng được ông Chủ tịch nước là thất bại. Và kết quả đã cho thấy ai thành công, ai thất bại khá rõ. Rõ ràng bứng ông Chủ tịch nước không xong thì dìm hàng ông Thủ tướng cho Vương Đình Huệ bứt phá lên phía trước làm sao nổi đây. Như vậy là sức mạnh chính trị của ông Tổng đang có vấn đề. Sau lần thử sức đấu đá ở Hội nghị Trung ương 6, có lẽ ông Tổng nhận ra sức mạnh của ông còn nhiều chỗ chưa đạt. Nói theo ngôn ngữ thể thao thì ông Tổng cần phải tiêm thêm liều doping, chính trị liều mạnh thì mới có thể làm gì đó khá hơn ở các kỳ hội nghị Trung ương lần sau. Vậy ông Tổng đã làm gì là câu hỏi được đặt ra. Cũng như trên truyền thông đã phân tích ở nhiều bản tin trước đây, hiện nay ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công an thông qua ông Tô Lâm, nhưng về Bộ Quốc phòng thì ông Tổng chỉ nắm được có 49% với Tổng cục Chính trị đang nắm trong tay của mình. Còn ông Thủ tướng thì đang nắm Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Tình báo. Tiếng nói của ông Thủ tướng trong quân đội rõ ràng đang ưu thế hơn tiếng nói của ông Tổng. Trong Bộ Quốc phòng có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị và 18 ủy viên Trung ương Đảng. Cần phải giành lại chiến địa này thì ông Tổng mới có thể áp đảo cho được. Nếu giành lại quyền kiểm soát quân đội thì đó là điều doping cao, tiêm thêm sức mạnh chính trị cho ông Tổng để tiếp tục cuộc chiến của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư củng cố uy tín trong quân đội sau Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Vào ngày 11 tháng 10, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, đã tổ chức cuộc gặp 80 đại biểu đại diện cho 450 đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là lực lượng đang hăng, có ít toàn tính, dễ sai, sai đâu đánh đó, nên ông Tổng đã làm thành công tác tư tưởng với thành phần này trong quân đội. Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí còn không thèm đi dự Hội nghị Quân ủy Trung ương mà đã cử ông Võ Văn Thưởng đi thay. Vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 08 vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Lần đó, ông Phạm Minh Chính đã làm chủ hội nghị này. Cũng không thể xem thường quân đội, cần phải tranh thủ lôi kéo để tạo ra sức mạnh. Kỳ họp Quân ủy Trung ương ngày 22 tháng 8, ông Trọng không tham dự là một sai lầm. Theo một số chuyên gia đánh giá thì trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Tổng có vẻ xem thường những cuộc họp vận động vây cánh. Và Hội nghị Trung ương 6, ông đã không thể lo cho đệ tử ruột Tô Lâm một chiếc ghế trong tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư giữa một rừng lính. Dân chơi doping thì cứ mỗi lần lâm trận họ thường tiêm thuốc luôn trước đó. Vì chính trị cũng như thế, mỗi lần lên sàn đấu mà không tiêm thuốc thì sẽ rất khó mà đánh bại được đối thủ. Và kết quả đã được chứng minh như vậy, nếu mỗi lần diễn ra Hội nghị Trung ương mà không chịu vận động hành lang để chuẩn bị thật kỹ, thì rất khó để ông Tổng mang lại bổng lộc cho thuộc hạ thân tín của mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Đức Phước và Nguyễn Hồng Diên choảng nhau, cả hai rớt đài. Có thể nói, trong hai ngày qua, ngành xăng dầu thuộc Bộ Công Thương của Việt Nam đã làm cho xã hội giật lùi về thời kỳ bao cấp. Cảnh tượng
chẹp tem phiếu dường như đã qua trong lịch sử, mà giới trẻ hiện nay không bao giờ được nhìn thấy, nay lại được tái hiện. Tại thành phố lớn nhất của đất nước, người dân đã phải xếp hàng rất dài để được đổ xăng kiểu định mức 30.000 đồng cho mỗi bình. Một tình trạng tồi tệ chưa bao giờ xảy ra trong 3 thập kỷ qua. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Bộ Công Thương là cơ quan phải chịu trách nhiệm vì chuyện này đã manh nha từ nhiều ngày trước. Thực tế, từ ngày 3 tháng 10, lượng xăng dầu mà cây xăng nhập về đã là nhỏ giọt. Các công ty cung ứng xăng dầu đầu mối đã bán ra số lượng hàng cầm chừng hoặc không đủ cầm chừng cho các cây xăng với chiết khấu 0 đồng hay chiết khấu âm. Được biết, suốt 3 quý vừa qua tới quý 4, giá chiết khấu ngay cả khi xăng ở giá đỉnh vẫn chỉ vài trăm đồng, hiếm lắm mới thấy lên được 1.000 đồng. Vậy giá xăng cực điểm, cây xăng không có lãi, dân thì rên xiết. Vậy ai lãi là câu hỏi được đặt ra. Để xảy ra hệ lụy hơn 20% cây xăng tại thành phố trọng điểm kinh tế lớn nhất đất nước khát xăng là trách nhiệm của Bộ Công Thương. Trách nhiệm này phải chỉ đích danh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên, với tình hình thê thảm hiện nay, ông Diên vẫn cố khẳng định không thiếu xăng. Nhưng thực tế thì ngay cả cây xăng chịu lỗ mua xăng đổ vào bồn bán cho dân thì vẫn không mua được xăng. Vấn đề này đã được cảnh báo từ một tháng trước đó khi Bộ Công Thương rút giấy phép của 5 doanh nghiệp đầu mối phía Nam. Trong kinh doanh, biết trước thông tin một vài giờ đã có thể thay đổi cục diện. Bộ trưởng được cảnh báo trước một tháng mà dân thì còn phải xếp hàng, đội mưa đổ mấy chục ngàn đồng tiền xăng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Vụ án này sẽ là vụ án nghiêm trọng, không thua gì vụ Việt Á. Nó đưa tới đời sống người dân đến khốn cùng và đưa nền kinh tế đất nước trên bờ sụp đổ. Người chịu trách nhiệm trước hết là ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, và người liên đới chịu trách nhiệm với ông Diên là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bởi việc nhập xăng và quy định giá bán của nó là trách nhiệm của liên ngành. Tuy nhiên, khi thấy tình hình ngày một nghiêm trọng, ông Hồ Đức Phước là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đổ hết trách nhiệm cho Nguyễn Hồng Diên như Bộ Tài chính không có liên quan gì trong việc này. Những ngày gần đây thì cộng đồng mạng đã réo tên cả hai ông bộ trưởng trong vấn đề trách nhiệm trong việc cung cấp xăng dầu. Tuy vậy, theo ý kiến một số đánh giá rằng bản chất của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam là hay đổ lỗi cho nhau. Thông thường cấp trên đổ lỗi cho cấp dưới. Tuy nhiên, ông Hồ Đức Phước và ông Nguyễn Hồng Diên là ngang cấp nên có thể gọi là đánh bùn sang ao hoặc đổ lỗi cũng đúng. Công bằng mà nói, trong hai ông bộ trưởng thì trách nhiệm của ông bộ trưởng Bộ Công Thương nặng hơn. Vì thế, khi bị ông Hồ Đức Phước đổ lỗi, tạm thời ông Nguyễn Hồng Diên chưa phản ứng vì lỗi của ông là nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, có ý kiến thì cho rằng nếu tình hình ngày một nghiêm trọng thì hai ông này sẽ choảng nhau là điều khó tránh khỏi. Nếu là những ông bộ trưởng có trách nhiệm thì trong khủng hoảng thường phối hợp với nhau để giải quyết thì mới gỡ được khó khăn. Còn cứ choảng nhau hay đổ lỗi cho nhau thì khó khăn lại càng thêm khó khăn, mà người chịu thiệt thòi vẫn là người dân cả nước. Đây là hình ảnh hai cựu bộ trưởng cùng rớt đài. Vụ thiếu xăng là vô cùng nghiêm trọng. Rồi sau vụ này e rằng không còn ông bộ trưởng nào còn có thể vững trên cái ghế của mình. Mỗi ông làm muốn giữ ghế khi tiêu cực có liên quan xảy ra. Khi vụ Việt Á nổ ra, cả ông cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh và bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đều cho bị rớt đài. Vì thế, nếu vụ thiếu xăng ngày một nghiêm trọng là e cả hai ông bộ trưởng cùng rớt đài, chứ chẳng ai vững vàng trên ngai của mình cho được.